Rồi ok, vô. Bây giờ video này chúng ta sẽ nói về cái vấn đề đó chính là một cái kỹ thuật biến thể từ cái kỹ thuật mãn động, đó chính là kỹ thuật siêu mãn động. Hình dung chưa? Rồi ôn lại bài tí nè, qua cái bên nè. Siêu mãn động là cái gì? Ôn lại bản tỉnh đó. Có phải chúng ta muốn khai báo một bản tỉnh thì đầu tiên chúng ta sẽ khai báo một cái in gì? Một cái in A gần 100 phần tử, đúng chưa? Đây gọi là mãn tỉnh. Thì cái mãn này bắt buộc chúng ta sẽ khai báo ra gần 100 mô. Ok chưa? 100 mô. Rồi sau đó ta nhập vào N đúng không? Như N bằng 5 thì chúng ta sẽ sử dụng 5 ô đầu tiên trong 5 ô nhớ này. Như N bằng 10 thì chúng ta sẽ dùng 10 ô nhớ trong 100 ô nhớ ban đầu mà ta đã khai báo ra, đúng chưa? Rồi qua cái bài mãn động. Bài mãn động thì nó hay hơn chỗ là ta không cần khai báo trước cái số lượng tử của mãn, không cần in A 100 hay in A 1000 gì cả, mà chúng ta cần dùng bao nhiêu ô thì chúng ta sẽ khai báo ra bấy nhiêu ô thôi. Ví dụ như anh nhập N bằng 5 là anh muốn dùng 5 ô nhớ thì chương trình sẽ cấp phát cho anh đúng 5 ô thôi. Đó, 5 ô, không dư, không thừa, không thiếu gì cả. Chứ không giống như cái mãn tỉnh khai báo 100 mà dùng có 5, có 10 à, thì chúng ta sẽ tốn 90 hoặc 95 ô trống còn lại, đúng chưa? Còn mãn động khai báo là 5 thì đúng y 5 ô. Người dùng muốn nhập 10 ô, muốn nhập một cái mãn có 6 phần tử, ta chỉ khai báo ra yêu cầu bộ nhớ máy tính cấp phát ra đúng 6 ô thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Đây gọi mãn động, đúng chưa? Thì mãn động này nó tối ưu hơn mãn tỉnh ở chỗ nào? Nó sẽ tiết kiệm được gì? Số lượng gì? Tiết kiệm được cái số lượng nguồn nhớ hơn, đúng chưa? Nhưng nó vẫn có một cái dở là cái gì? Là vẫn phải nhập vào cái gì? Vẫn phải nhập vào N. Mãn tỉnh cũng phải nhập vào N, đúng chưa? Thì mãn động cũng phải nhập vào gì? N. Không, nó rất là, nó vẫn không chưa hay nữa. Vì vậy chúng ta sẽ có một cách. Một cách đó lúc này là sao? Tức là không cần nhập N luôn. Có nghĩa là đầu tiên không cần nhập N. Mà nếu như người dùng nhập vào cái mảng đó số 1 thì sẽ tạo ra một ô để chứa số 1 này. Người dùng nhập vào số 2 sẽ tạo tiếp một ô nữa ở cuối để chứa số 2 đó. Người dùng muốn nhập thêm một phần tử nữa sẽ tạo thêm một ô nữa để chứa phần tử đó. Cứ như vậy cho đến khi nào người dùng không thích nhập nữa thì thôi. Đây gọi là cái bài siêu mãn động, đã ta không cần nhập N. Thấy hay hơn không? Không, bài toán nó sang hay hơn. Phần tử cứ khi vào cuối, khi vào cuối đó, khi vào cuối cứ nhập một phần tử sẽ khi vào cuối, cứ như vậy. Đây gọi là siêu mãn động. Rồi ok, thì đây gọi là một cái kỹ thuật thôi. À, vì vậy sao hiểu chưa? Chưa hiểu à? Ok. Rồi lúc này chúng ta sẽ lấy lại cái bài cũ trước, bài nhập mãn, xuất mãn chỗ này. Và đây gọi là một kỹ thuật siêu mãn động, vì vậy chúng ta cũng phải càng lấy lại cái hàm kim, cái hàm cấp phát nguồn nhớ của bài hôm trước. Ta không cần biết, bây giờ này ta biết rồi. Cái video nói về cái kỹ thuật là quan trọng thôi. Còn những cái này cứ bi lại dùng. Rồi ok, ta lấy là cái hàm cấp phát lại vùng nhớ. Còn nhớ hàm này có mục đích làm gì không? Tự hiểu ha. Rồi ok. Lúc này có phải là xưa chúng ta làm một cái menu. Ở đây chúng ta yêu cầu người dùng chọn một menu, nhập vào lựa chọn. Nhập vào lựa chọn. Rồi xin lựa chọn. Vậy thì suy nghĩ là tại sao nó làm được việc đó. Trong quá trình anh đánh thì suy nghĩ thôi. If thì nếu như mà cái lựa chọn chúng ta mà nó bằng gì, bằng không á, thì chúng ta sẽ bridge ra thoát khỏi vòng lặp và kết thúc đi cái chương trình. Còn ngược lại nếu cái này dùng script hay không hay dùng bếp không? Yeah, script hay đúng không? Ok, script hay. Cái nào? Nhưng mà dùng thử thì tại vì những video trước ta đã dùng cái FL rồi đúng không? Này dùng thử này đi, truyền qua đây là lựa chọn nè. Đó, vậy thì cái khay 1 khay đầu tiên là khay 0. Nhớ nha, cái khay 0 này có vấn đề nè. Chúng ta chỗ này phải có bờ gì? Bridge. Rồi trong đây không có dùng bridge nha. Cái bridge chỗ này chúng ta hiểu là khóc phải không? Lập hiện tại nhưng mà sai. Nó chỉ là khóc khỏi cái script thôi. Vì vậy là chúng ta muốn cái khay bằng 0 có nghĩa là kết thúc chương trình. Thì này chúng ta phải dùng cái lệnh gì? Return là lệnh kết thúc luôn cái hàm này. Kết thúc cái hàm có nghĩa dừng chương trình. Kết thúc cái hàm menu này cũng như dừng chương trình rồi, đúng chưa?
Rồi tiếp tục cái khay tiếp theo, đó chính là cái khay gì? Khay 1. Chỗ này cũng phải có bridge. Thì khay 1, khay đầu tiên chúng ta khai báo một cái miếng N, sau đó chúng ta yêu cầu người dùng nhập vào N không? Đây là cách cũ nè, cái cách mà dùng nhập vào N nè. Nhập vào số lượng tử mãn. Số lượng phần tử mãn. Rồi sau đó là sin N. Rồi cái này làm cái gì? Có phải là A bằng new in gì? N không? Chứ là cấp phát ra một cái gì đó. Rồi qua đây lấy cho nhanh. Đây có sẵn. Code lại hơi lâu quá. Rồi lấy lại chỗ này. Dùng lại chỗ này. Dùng lại hai cái khay này, khay 1 và khay 2. Quay qua. Đó chính là đầu tiên, nhập vào số lượng tử mãn. Sau đó ta sẽ cấp phát ra một cái vùng nhớ, gọi là nộ nhớ. Sau đó ta gọi hàm nhập mãn. Rồi cái khay 2 là khay gì? Sức mãn. Đúng chưa? Rồi chạy thử. Đây là cái bài mẫn động thôi. Nè, lúc này cũng phải nhập vào cái gì? 1 cũng phải nhập vào N, đường 5 thì nhập 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó ta lựa chọn gì? Lựa chọn số 2 để sức mãn. Đúng chưa? Lúc này cái bài toán ta là siêu mẫn động. Vì vậy chúng ta sẽ không nhập vào N luôn. Bỏ đi biến N này. Ở chỗ này. Bỏ hết luôn. Bỏ đi luôn. Bỏ trống đi luôn. Ta làm một kỹ thuật như sau. Kỹ thuật siêu mẫn động. Có ngay chỗ mà hàm nhập mãn này ta sửa lại. Chứ là nhập phần tử. Đó, người dùng muốn nhập bao nhiêu phần tử cũng được hết. Nhập phần tử cho mãn. Sức mãn. Rồi thì chỗ này. Nếu như trước tiên cái này chúng ta phải khai báo cái biến x là cái biến số nguyên để nhập vào sẽ nhập phần tử. Rồi đó ta xin x, bởi vì mảng ta mảng số nguyên, về phần tử này là phần tử mà ta sẽ khiêm vào cái mảng số nguyên đó. Rồi còn chỗ này nếu như n bằng 0, n với một cái biến để chúng ta quản lý xem lúc này cái mảng động ta có bao nhiêu phần tử trong mảng đó, hiểu chưa? Thì nếu n bằng 0 thì chúng ta sẽ cấp phát ra một cái mảng new in, có nghĩa là cấp phát một ưu nhớ cho mảng. Nghe mảng đầu tiên chưa có tồn tại phần tử nào hết thì ta sẽ cấp phát ra đúng một ô thôi, đúng chưa? Còn ngược lại chỗ này nghĩa là mảng ta lúc này sẽ có nhiều phần tử thì chúng ta sẽ làm gì? Đây gọi là hàm cấp phát vùng nhớ, hàm số thì gọi là a'n'. Có nghĩa là ta sẽ tạo thêm một ô nhớ mới. Rồi sau đó ta sẽ khiêm ô nhớ mới này, cho nên là cũng một chứ. Sau đó ta sẽ khiêm ô nhớ mới này vào trong cái mảng A ban đầu lại. Nè, cái này qua cái ben nè. Đầu tiên nè, có phải nếu n ta bằng 0 đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái lệnh là A bằng new in. New in chỗ này tương đương là new in 1 á. Mà số 1 là bỏ đi. Này vậy là tự không hiểu là new in vào một ô nhớ. Một ô. Đúng chưa? Rồi sau đó xuống đây chúng ta sẽ an bằng cái gì? Bằng cái x đó, có nghĩa là thêm giá trị vào vị trí cuối mạng. Sau đó n cộng cộng lên, có nghĩa là số lượng phần tử của mạng tăng lên, phần tử mạng tăng lên. Rồi chương trình chạy, nhập x là 1. Chỗ này n bằng 0, có phải new ra một ô không? Chỗ này new ra một ô, hợp lý chưa? Rồi sau đó có phải a n bằng x chính là a 0 bằng x không? Thế là khiêm cái phần tử x này vào vị trí số 0 là 1. Sau đó n cộng cộng lên n mấy, n sẽ bằng 1 đúng chưa? Mô tả bài toán chạy. Rồi lần sau ta có nhu cầu nhập một phần tử vào mảng này nữa đúng không? Nhập lại, nhập x bằng 2 đi. Thì nó đâu có rơi vào cái x vào đâu? Thì sẽ rơi vào cái gì? Rơi vào cái L. Cái L này là chính cái hàm cấp phát lại vùng nhớ, là cái hàm nới rộng một ô đúng không? N cộng 1 là nới rộng ra một ô của vùng nhớ cũ trước đó. Cái này học cái bài hôm trước bài kim số rồi, là nới rộng ra một ô nữa đúng không? Xong rồi đó gì? A n bằng x thì chính là a gì? A 1 bằng x, thế là khiêm vào cái vị trí số 1 trong mảng này là số 2. Sau đó n tăng lên mấy? N tăng lên 2. Rồi cứ như vậy. Hình dung vấn đề chưa? Anh muốn khiêm phần tử nữa thì cứ vậy nữa, khiêm nữa.
khi mà số 2, số 3. N tương đương là 3. Đó. Nghe cái biến N tao lúc này chỉ có tác dụng là gì thôi, là chứa số lượng phần tử của cái mảng này thôi, để cho biết là cái mảng này có bao nhiêu phần tử thôi. Ta không cần nhập N. Rồi, chỗ này hình dung chưa? Bây giờ cái hàm này phải hiểu là cái làm cái gì nè. Hôm trước học rồi nè. Chính là cấp phát lại nè, nếu như mà hàm kim á thì trước khi ta kim vào cái mảng này có phải ta nới rộng ra một ô không? Đúng không? Trước khi kim vào mảng động thì sẽ nới rộng ra một ô nhớ. Là chỗ này là vùng nhớ mới là bằng n cộng 1 nè, nới rộng ra một ô nè. Đó là cái thật siêu mẫn động. Thôi ta chạy thử. Ok, chạy thử. Rồi zoom to lên. Chỗ này anh nhập vào lựa chọn số 1 là nhập phần tử cho mảng. Nhập 1, 1, nhập 2, nhập 1, nhập 3, nhập 1, nhập 4. Muốn nhập, nhập, không muốn nhập thì thôi. Lựa chọn số 2, xuất 1, 2, 3, 4. Lúc này có nhu cầu nhập tiếp phần tử nữa, lựa chọn số 1. Nhập tiếp số 5. Xuất ra là 1, 2, 3, 4, 5. Rồi xử lý xong, thích nhập lại, muốn thêm phần tử cho cái mảng này. Chỉ đơn giản là lựa chọn số 1 và thêm số gì thì thích. Để tự động thêm vào vị trí cuối cùng của mảng. Thấy hay hơn không? Còn thay vì trước chúng ta phải nhập lại lựa chọn số 1 là ta nhập lại cái mảng này là chúng ta phải nhập lại cái gì? Cái N đúng không? Sau đó ta nhập lại tất cả các phần tử mới. Còn lúc này chúng ta được nhập các phần tử cũ bằng cách là nó sẽ thêm vào cuối cái mảng này luôn. Nó hay hơn cái nhập N chứ đúng không? Đó giờ. Rồi sau khi xử lý xong, thích nhập tiếp, quay lại nhập. Thêm số 10, 1, 1, 2, 3 đó. Xuất ra 10, 1, 2, 3. Rồi thì tất cả những cái xử lý bên dưới cũng tương tự thôi, nó chỉ khác nhau ở cái bước số 1 này là cái bước nhập phần tử cho mảng thôi. Bỏ cái N luôn. Nghĩa là bỏ cái giá trị nhập vào trước. Còn N là vẫn có là để thể hiện là số lượng phần tử của mảng hiện tại có bao nhiêu phần tử nha. Sao có ai có mắt vô? Vậy mình muốn nhập một cái mảng mới thì mình làm nhập bản mới chi? Nếu mình nhập mới em phải chạy, sẽ chạy lại. À, còn cái chỗ này là anh lúc này là người ta đang làm một cái bài toán là người ta nhập tiếp tục các phần tử tiếp theo cho các mảng. À, cứ thêm vào mảng là thêm vào, muốn thêm phần tử nào vào mảng cứ tiếp tục gọi số 1 thôi. Muốn thêm bất kỳ phần tử nào vào mảng cứ gọi lại cái khai số 1 là thêm tiếp tục vào vị trí cuối cùng của mảng, thêm tiếp tục vào vị trí cuối cùng của mảng. Nó hay hơn chứ đúng không? Đây giống như bài toán vậy, cũng như trong cái trường em có nhiều sinh viên đi, lúc này em quản lý sinh viên đúng không? Đầu tiên cái trường của em làm ra em đâu có biết là nó sẽ chứa bao nhiêu sinh viên đâu đúng không? Thì thằng nào vô học thì cứ việc làm sao nhập của nó vô, thêm nó vô trong cái danh sách sinh viên thôi, thêm một số sinh viên thôi. Còn thay vì cái kia em phải nhập N trước, mảng động hay mảng tĩnh em vẫn nhập N đúng không? Nó phải tù hơn không? Không hiểu hả? Cũng không có hiểu hả? Đó thì ta thấy coi kỹ đây này để ta hiểu cái cách nó chạy coi. Ok.